Em chào toàn thể anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhé. Hôm nay em lên được rất nhiều chim cho anh em tham khảo lựa chọn. Đó là tổng 40 con chim anh em. Hôm nay em không quay chi tiết được, nhưng mà em quay tổng hợp lên cho anh em tham khảo. Anh em theo dõi hết clip mà thấy ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Còn anh em nào mà không ưng thì em lại hẹn anh em clip khác anh em nhé. Em rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi và xem clip của em anh em nhé.